quý khán giả vẫn đang giữ màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi xin được trở lại phần 2 của chương trình Sức khỏe và đời sống. Hiện giờ mình đang nói về cao tăng xong hay hypertension. Để summarize part 1 là mình đã nói về cái gì là cái level nào là hypertension. Diagnosis là từ 140 systolic, bottom number là 90 trở lên. Rồi cái stage 2 là 160 over 100 trở lên. Rồi stage 3 or hypertensive emergency là cái này là cái số này là quá cao là phải gặp bác sĩ ngay lập tức, là 180 trở lên là cái top number. Rồi bottom number là 110 trở lên. Rồi mình cũng nói về những cái hậu quả của hypertension cao tăng xong mà mình không có treatment, là nói từ nó có thể affect whole body từ đầu xuống tới chân. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình chỉ xin lấy được một chút thời gian để mình nói từng bộ phận đã cao tăng xong có thể làm cho sức khỏe mình nó yếu đi như thế nào. Thì bây giờ mình nói tới trên đầu trước ha, nói tới stroke. Nếu mà máu cao máu, mình cao máu qua bao nhiêu năm đi nữa, rồi nó cao mình không trị á, thì nó có thể dẫn tới stroke. Mà mình có hai loại stroke phải không anh? Đúng, hai loại. Thì nói về cái mà đứt gân máu trên đầu mà cái thăng xong nó cao quá, cái đó là nó vỡ mạch máu, chảy máu rất là nhiều, động máu trên não, cái đó là kêu là hemorrhagic stroke. Cái đó là rất là nguy hiểm, đa số là mấy người bị tử vong là không chịu nổi, không sống nổi. Nhưng mà nếu mà có sống nổi đi nữa đó thì họ cũng có thể là liệt nửa người. Đúng rồi, cái đó là rất nguy hiểm. Đa số người bệnh nhân mình nói, nếu mà họ cao tăng xong mà họ bị stroke mà họ mất đi trong vòng 5-7 ngày, 10 ngày thì cái đó thì chuyện buồn này kia, phải không? Nhưng mà họ sống lại mà họ bị tê liệt nửa người hay là không nói được, họ phải nằm nursing home đâu khoảng chừng biết đâu 3 năm, 10 năm sau rồi họ mới mất đi cái chuyện khác. Cái đó rất là, rất là nguy hiểm, rất khổ cho cái thân mà rất khổ cho gia đình. Thành ra rất nguy hiểm, là coi như là một khi mà người bác sĩ đã định là cái số tăng xong đủ cao để phải uống thuốc thì nên uống thuốc. Rồi đương nhiên uống thuốc thì sẽ có mấy cái side effect, chút xíu mình nói về thuốc, về side effect, cái lợi với cái hại của cái thuốc. Nhưng mà tốt là đừng bỏ thuốc, thì đa số là 50% của người mà mình cho họ uống thuốc á, họ một là không uống đúng, hay là không chịu uống, hay là không có tiền để mua thuốc. Đại khái là nó nhiều lý do người ta không uống thuốc. Đó. Rồi để trở lại với nói về cái đầu thì có hai cái loại là đứt gân máu trên đầu, thì loại lớn là hemorrhagic stroke, còn có một loại nó chỉ nứt rất là nhỏ trong cái não mình. Cái đó là gọi là lacuna infarct. Cái người tiếng Anh nó có một cái danh từ, nó kêu là lacuna infarct, tức là cái loại đứt gân máu trên đầu mà cái mấy cái cọng gân rất là nhỏ, thì nó không có ảnh hưởng nhiều, nó chỉ làm cho người thí dụ như là đi đứng cái chân nó không bình thường, cái tay nó không bình thường, một bên nó bị yếu chút xíu thôi, thì cái việc làm cái não họ vẫn làm việc bình thường, họ cũng suy nghĩ nói chuyện được hết trơn, nhưng chỉ ăn uống là bình thường được hết, đi đứng thì nó chỉ hơi yếu chút xíu thôi. Cái đó thì chẳng may, rất là may là cái người đó sẽ phục hồi, đa số sẽ phục hồi lại được. Thì họ vẫn đi đứng được, nó chỉ yếu với tê một bên thôi, thí dụ như vậy. Nhiều người cũng có lacuna infarct, thường thường cũng có tùy loại nữa, có loại mà nó cũng không có effect gì nhiều. Đúng. Nhiều khi mình scan cái đầu, người ta nhức đầu, mình scan vô mình thấy người này chắc bị tăng xong lâu lắm rồi đó. Tại vì họ có quá trời nhiều cái đứt gân máu nhỏ luôn, những cái lỗ nhỏ trong cái ốc mình thấy. Mà những người này họ nói tôi đâu có cảm thấy gì khác đâu. Nhưng mà cái sự thật á, người nhà họ sẽ nói cho mình nói biết á, cho nói cho bác sĩ biết, ông này dạo này ông quên quá chừng, ông nói chuyện hồ đồ, không có trí nhớ, không có được bình thường. Thì cái đó là cũng là long term effect của cao tăng xong mà mình không trị, mà giống như là nó giết mình lần mòn mà mình không biết. Thì cái đó là nếu mà cái người trên 67 mấy 80 mấy nữa, thì nếu mà họ đã bị Mỹ nó kêu là mini stroke, tức là bị đứt gân máu, mạch máu nhỏ nhỏ mà nhiều lần đó, thì nó bị nó kêu là multi infarct dementia, tức là họ từ từ họ sẽ lãng trí đi. Nhưng lãng trí cái là lý do là cái như còn mạch máu họ bị đứt, rồi cái não phần nào nó bị chết đi.
chứ không phải là lãng trí cái kiểu như người già rồi bị lãng trí. Thì cái nó hơi khác chút xíu. Còn cái một loại stroke kia mà nó không liên hệ với cao tăng xong là cái stroke bị nghẹt cái mạch máu trong cái cổng mạch máu của cái não, thì cái đó thì nó cũng tê liệt người nhưng mà nó không phải là cao tăng xong, nó bị là cái đó là metabolic syndrome. Đúng, đúng, cái đó là cái lý do khác. Cái loại ischemic stroke đó thì mình trong chương trình khác mình sẽ cũng sẽ nói. Cái này là preview thôi. Okay. Đúng, ok. Rồi trở xuống xong cái phần đầu thì đương nhiên cái mắt nhiều khi nó cũng vỡ mạch mắt trong cái sau cái con ngươi của cái mắt, thì cái mắt cũng nhiều khi cũng bị mù. Nếu mà tăng xong nó lên quá, nó chảy máu trong con mắt phía sau cặp mắt mình. Còn bắt đầu xuống tới cái phần cái ngực, cái tim nó rất là quan trọng. Và nếu mà cái tim mình mà cái tăng xong mình mấy năm nay mà không, nó không control được á, thì nó làm cái tim mình càng nhồi phải càng mạnh đi. Mà tim mà nhồi mạnh thì cái muscle của tim nó sẽ lớn lên, tức là sau này muscle cái tim nó lớn lên á, tim càng lớn thì thật là tim càng yếu. Thì cái này là duy nhất là một cái muscle trong cái body của mình á, không phải nó càng lớn là nó càng mạnh đâu nha. Đúng, nó ngược lại. Cái tim mình nó càng lớn là tại vì nó cần phải work extra, pump more blood to the whole body đặng cho deliver chất bổ, nutrient cho mấy cái tay chân mình để mình vẫn grow bình thường, rồi lọc mấy cái chất độc từ thân thể mình ra nữa. Đúng. Nhưng mà cái trái tim mình nếu nó overwork ấy, nó làm mình overwork overtime ấy, càng ngày nó càng lớn, rồi nó lớn rồi nó cũng nó yếu đi, nó mất function, nó không có squeeze được mạnh nữa. Thì là tim là sẽ cái lượng đập của cái máu nó sẽ bị yếu đi, cái người dễ bị chóng mặt, tăng xong nó lại bị thấp đi lại. Là còn cái người mà cái tim nó bị yếu nhiều khi nó cũng còn ảnh hưởng luôn cả cái chỗ mà nó làm nhồi cái nhịp tim nó, cái arrhythmia, tức là nhịp tim bắt đầu đập lộn xộn. Cái đó rất là nguy hiểm. Nhiều khi mà giống như là cái muscle của mình chỉ trong tim bị lớn lên đó, thì cái mỡ đồ nó infiltrate vô cái mấy cái chỗ phần muscle. And trong cái muscle của tim của mình đó, nó cũng có mấy cái giống nói dây thần kinh gì đi, dây điện đó, dây điện để cho nó đập. Nếu mà nó bị affect á, thì mình có thể bị atrial fibrillation, mình có thể bị PVCs. Đúng rồi. Nhiều khi mình còn dangerous hơn nữa là ventricular tachycardia fibrillation, mà mình bị mấy cái rhythm đó thì sẽ bị bất đắc kỳ tử. Đúng rồi. Thì đại khái nói là cái bệnh tăng xong nó cũng rất là ảnh hưởng về cái tim, nhồi tim, làm tim lớn, với lại nó làm cho nhịp tim đập lộn xì ngầu hết. Thì cái đó nguy hiểm. Còn xuống nữa thì tới cái phần thận. Thì bác sĩ Hành nói về cái thận đi. Thận thì cũng mình có mạch máu trong thận, hễ trong cơ thể mình có mạch máu mà mình cao tăng xong thì nó sẽ bị damage. Trong thận của mình á, mà nó cứ nhồi, mà nó nhồi cao trong một thời gian lâu á, thì cái thận mình nó lọc chất độc mà, rồi nó cũng có mấy cái chất hormone để mình làm thêm máu nữa. Mà over time á, nếu mà mình damage nó như vậy đó, thì nó bắt đầu cái lọc á, nó không có lọc bình thường nữa. Rồi trong nước tiểu mình á, nó sẽ bị lọt ra protein nè, rồi nó có thể bị lọt ra nhiều khi có máu nữa. Đúng, hồng huyết cầu. Hồng huyết cầu nó bị lọt xuống đường nước tiểu nữa. Rồi nó không có lọc máu được bình thường. Cho nên mình có nói là GFR hay là creatinine càng ngày nó càng lên cao lên. Rồi nếu mình lọc máu không được thì chân của mình bắt đầu nó sưng phù lên, cơ thể mình nó retain nước. Rồi mà những người mà thường ăn mặn thêm nữa thì cái nước nó thường follow cái chất muối đó. Mình đã không cái thận mình không lọc máu được rồi mà mình còn thêm muối vô nữa thì mình càng sưng phù hơn nữa. Tức là đại khái là nói tóm tắt lại là cái bệnh tăng xong rất nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng hết từ đầu tới tim, tới thận, tới luôn cái chân. Thì xong bây giờ nói nó giờ nghe sợ quá thì làm sao uống thuốc đây? Bây giờ là đủ sợ rồi ha. Okay. Thuốc thì cũng rất là đơn giản. Bây giờ mình có rất là nhiều loại thuốc để mà trị. Một loại không đủ thì mình cứ lên thêm. Có nhiều người tới 5 loại lần. Nhưng mà thường thường em start người ta thì diuretics được, HCTZ,
hay là ACE inhibitor giống như là Sinopril, mấy cái đó rất là rẻ, mua Walmart không có insurance chỉ có 4 đồng thôi. Một tháng. À, 30 viên. Ha. 30 viên rồi. Rồi the other option mình cũng có amlodipine hay là cái thuốc họ Norvasc, nó cũng rất là rẻ. Rồi medical problem của mình nữa. Nếu mà mình có thêm bệnh tim như nữa thì dùng beta blocker giống như là metoprolol cũng rất là tốt. Thì cái side effect của thuốc á, thường thường cái mấy cái diuretic nó làm cho mình đi lợi tiểu. Thì mình phải đi tiểu nhiều cho nên uống thuốc ban ngày, đừng uống ban đêm cho mình khỏi phải đi tiểu đêm. Tức là đại khái nói tóm tắt là thuốc có nhiều loại, từ cái làm cho nhịp tim hạ xuống rồi tăng xong nó xuống, hay là chỗ sau thuốc để đi tiểu nhiều bỏ chất nước cho người ra thì tăng xong nó cũng xuống. Nhưng mà nhắc lại cái điều quan trọng là tự một mình phải ăn uống, bớt muối, bớt mặn, gắng exercise, bỏ thuốc lá, bỏ rượu. Tức là người sống rất là hiền lành. Thì bây giờ sĩ Hành chắc là chương trình mình cũng gần hết giờ rồi, chị tóm tắt lại cái program. Dạ, thì cái bệnh tăng xong này mình tốt nhất nên đi gặp bác sĩ. Nếu mà diagnose rồi thì phải nên bỏ mấy cái tật xấu. Rồi nếu mà uống thuốc thì phải uống mỗi ngày. Nếu mà có chuyện gì xảy ra mình cảm thấy side effects thì gọi bác sĩ, đừng bỏ thuốc ha. Rồi nghe lời bác sĩ chứ đừng nghe lời hàng xóm mà cứ bỏ thuốc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Cảm ơn anh Jonathan. Chào bác sĩ Thành, chào khán giả.